và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ xuồng cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Stitching, thì hôm nay là một buổi chiều của ngày 12 tháng 9 năm 2022. Thì bên Trung Tính Composite có lên một cái chuyến hàng cho các anh chị ha các anh chị. Đó, thì hàng hôm nay và xe đã đến rồi các anh chị. Và trước khi mà lên xe thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc cano với kích thước là 6m3. Và một điều đặc biệt ngày hôm nay đối với chiếc cano này là anh khách bên em là lựa chọn là lắp máy âm. Với cái đầu máy hiện tại đang nằm trên chiếc cano đây sẽ là một cái đầu máy đến từ thương hiệu là Hinota các chị. Và mã lực của cái máy này sẽ là 20 HP. Và đối với cái kiểu máy sẽ là 4 thì ở cốt thẳng. Và đồng thời đối với máy này là có luôn một cái bổ trợ đề ở phía bên hông cho anh luôn. Thì lúc này là cái quá trình khởi động của mình là sẽ trở nên là nhẹ nhàng hơn ha các chị. Và anh lắp đặt máy âm vào trong cái máy này thì lúc này là vô lăng ở phía trước nè, và tay ga cũng như là tay số ở phía bên tay trái của anh, tay ga bên tay phải, vô lăng ở giữa. Thì anh điều khiển cái máy này chỉ là ngồi ở phía trước và chạy hết các anh chị. Phía sau thì sẽ có bánh lái chân vịt đầy đủ cho các anh chị luôn. Đối với chiếc cano 6m3 ngày hôm nay sẽ được giao đi cho anh khách bên em là anh Chí Trung ở Bình Thuận các anh chị. Thì trong quá trình lên hàng và giao đi cho anh thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại để anh chị mình có thể là yêu thích cái mẫu 6m3 cùng với là anh Trung thì mình hoàn toàn có thể là tham khảo và sở hữu luôn các anh chị. Thì chiều rộng ngang của chiếc này sẽ là rộng là 1m8 các anh chị. Từ bên be bên tay phải đến be bên tay trái sẽ là rộng 1m8. Còn về phần chiều cao mực nước thì sẽ là cao 90cm. Và anh chị có thể thấy là đối với dây cong thì được cao lên tới bên trên be nè các anh chị. Đó, rất là chắc chắn và sắc sảo luôn ha. Và ở cách mỗi hai dây cong thì bên em sẽ có những cái trụ nè, từ đó là giúp cho chiếc cano mình cái khung xương là chắc chắn hơn. Và đối với phiên bản ngày hôm nay thì anh Trung chọn là không lót sàn các anh chị. Thì đây thì mỗi ở giữa dây cong sẽ có là lỗ dẫn nước để anh chị thuận tiện hơn trong việc tắt nước. Đối với khi anh chị muốn lót sàn thì bên Trung Tính Composite là cũng có là làm hỗ trợ cho các anh chị khách mình luôn. Thì đây là chiếc cano với kích thước là 6m3, chiều rộng ngang là 1m8 và chiều cao là 90cm. Em xin nhắc lại các anh chị, anh chị mình muốn sở hữu một chiếc cano không thì đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 30.600, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 28.300, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 25.900, và anh chị ở miền Đông và cũng như là anh chị ở Phú Quốc mình sẽ sở hữu là chỉ với giá là 26.900. Phú Quốc mình bằng với giá miền Đông do là mình phải là qua phà các anh chị. Và sẵn tiện là trong quá trình mà lên hàng chiếc cano 6m3 này được lắp máy âm vào bên trong chiếc máy Hinota 20HP này các anh chị, rất là sắc sảo. Và anh chị nhìn vào bằng mắt thường thôi mình có thể là phân biệt được những cái máy chính hãng và máy nào là không chính hãng trôi nổi trên thị trường rồi các anh chị. Đối với giá máy ngày hôm nay thì em cũng xin tiết lộ trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh Trung để anh chị mình có thể là tham khảo luôn ha các anh chị. Thì cái đầu máy không là chỉ với giá là 10.600 thôi các anh chị. Đối với giá này thì bên Trung Tính Composite là đảm bảo cho các anh chị đây sẽ là máy chính hãng 100%. Trường hợp là anh chị mình mà có phát hiện ra máy này không phải là máy chính hãng hay là bất kỳ cái con ốc nào đã được mở do thợ kiểm tra luôn các anh chị, thì bên Trung Tính Composite là sẽ là hoàn tiền gấp đôi 200% cho các anh chị, để nhằm là đảm bảo cái sự tin tưởng cho anh chị khách hàng ở gần xa. Thì Trung Tính Composite là đảm bảo cái điều này cho các anh chị luôn ha. Nền máy rất là chắc chắn, được lắp bằng keo composite và sơn nước sơn nè các anh chị. Sau cái cốt máy này các anh chị sẽ là một cái hộp số ha, rất là sắc sảo và chắc chắn, được sơn tĩnh điện và cũng như là lắp keo lại chống reset cho các anh chị luôn. Đến với phần phía sau này thì sẽ là phần cái bánh lái ha các anh chị, cũng như là cái chân vịt. Thì đối với bánh lái này là cũng được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn cho các anh chị nè. Và phía bên dưới đây sẽ là chân vịt với cái chất liệu là chân vịt hao ha các anh chị. Đây sẽ là về cái phần tay để vô số nè các anh chị, mình sẽ được dẫn ra tới phía sau. Và lúc này là sẽ là dẫn vô cái phần máy của mình. Do là hôm nay là ngoài vận chuyển một chiếc cano với kích thước là 6m3 lắp máy âm này ra, thì bên Trung Tính Composite là còn lên hàng những chiếc vỏ lại cũng như là xuồng cắt lái rất là nhiều ha các anh chị. Thì đã tháo ra cái vô lăng để cho cái cano này nó không có bị cắn vào những cái chiếc mà để ở bên trên đó các anh chị. Đó. Thì đang trong quá trình sắp xếp chiếc cano này lên xe, anh chị tiếp tục theo dõi clip của em để có thể là xem cụ thể hơn chiếc cano này cũng như là những cái chiếc sắp tới được lên hàng này ha các anh chị. Và sau đây là quá trình lên hàng chiếc cano với kích thước là 6m3 lắp máy âm đi cho anh Trung ở Bình Thuận. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Trung đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 6m3 này nha. Và đây là quá trình lên hàng một chiếc vỏ lõi với kích thước là 6m3 ở phiên bản là vọt.
của bên trung tính Composite đó các anh chị, sẽ được giao đi cho anh khách bên em là ở Lâm Đồng đó các anh chị. Và hôm nay là anh ủng hộ luôn bên em là ba chiếc vỏ lại với kích thước là 6.3 luôn ha các anh chị. Cùng với đó là phiên bản vọt ha, chiều rộng ngang là 90cm, chiều cao mực nước là 35cm các anh chị. Thì sẵn tiện đây, trong quá trình giao đi cho anh khách ở bên em thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh luôn. Với anh chị miền Bắc của bên mình sở hữu chị với giá là 10.500.000, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 10.300.000, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 8.900.000 và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 9.500.000. Thì giá bên trên là em đã bao vận chuyển cho các anh chị rồi, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm các anh chị. Thì đối với ở phía trước mũi sẽ là mũi bằng phần mũi này nè các anh chị, thì bên trung tính Composite là làm rất là dày và cũng như là để đảm bảo cái sự đi lại cho các anh chị không có bị trơn trượt, thì bên trung tính Composite có làm những cái hoa văn này các anh chị, cũng như là chống trơn trượt cho các anh chị luôn. Hai bên hông thì sẽ có là những cái nail để anh chị có thể là buộc cái vỏ của mình lại. Tiếp đến thì sẽ là có một cái nắp sạc. Đây, phía bên trong thì em sẽ mở cho các anh chị cùng xem ha. Đó, sẽ có một cái hộc để anh chị có thể là chứa đồ ở trong đây. Và nắp sạc này là cũng rất là dày dặn và chống trơn trượt cho các anh chị luôn ha. Dây cong thì được cao lên tới bên trên bè nè các anh chị. Đồng thời là ở mỗi giữa dây cong sẽ có lỗ dẫn nước để anh chị thuận tiện hơn trong việc tát nước. Sản phẩm này là bên trung tính Composite là sẽ là bảo hành 20 năm cho các anh chị. Tiếp đến là ở phần phía sau là sẽ có cái hộc để anh chị có thể là đựng đồ khóa lại và một cái băng ngòi. Anh chị đặt dàn lắp router của mình ở đây ha. Thì đối với cái nền máy là sẽ có là hai cái chế độ đặt máy, hai cống nè các anh chị. Tùy vào cái dàn lắp của mình ngắn hay dài, anh chị có thể là thay đổi cái ống để đặt máy này ha các anh chị. Đây là chiếc vỏ lãi 6.3 ở phiên bản vọt thứ hai được lên xe ngày hôm nay á các anh chị. Đây sẽ là phần phía dưới của chiếc vỏ ha các anh chị. Này, phần bên hông phía dưới nè, rất là dày dặn và cũng như là sắc sảo, màu sắc cực kỳ là tươi tắn luôn các anh chị. Đây sẽ là chiếc vỏ lãi thứ ba đến từ kích thước là 6.3 ở phiên bản vọt được giao đi cho anh khách của bên em là anh Bình ở Lâm Đồng đó các anh chị. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn anh đã ủng hộ ba chiếc ngày hôm nay ha các anh chị. Và chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 5.4 được giao đi cho chị khách bên em tên là chị Hà ở Ninh Thuận đó các anh chị. Thì đối với chiếc vỏ lãi với kích thước là 5.4 ngày hôm nay là chiều rộng ngang sẽ là 90cm và về phần chiều cao mặt nước đây sẽ là 35cm nè các anh chị. Thì đối với những anh chị khách nào mình muốn tải với cái sức tải là khoảng tầm 500-550kg thì chiếc vỏ lại với kích thước là 5.4 này sẽ là hoàn toàn là tải được cho các anh chị ha. Thì sẵn tiện trong quá trình mà lên xe và cũng như là giao đi cho chị Hà thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại luôn. Là đối với những anh chị ở miền Bắc mình sở hữu chị với giá là 9.3 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 8.7 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 7.2 triệu và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 7.5 triệu. Giá bên trên thì đã bao gồm vận chuyển cho các anh chị, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo dầm, ngõng máy và cục khung. Thì em cũng xin cảm ơn chị Hà đã quan tâm và ủng hộ trung tính Composite một chiếc vỏ lãi với kích thước là 5.4. Và tiếp tục được lên hàng sẽ là một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5.4 được giao đi cho anh khách ở bên em là anh Vũ Tiến đó các anh chị. Anh Vũ Tiến ở Đà Lạt, Lâm Đồng thì em cũng xin cảm ơn anh. Ngoài ủng hộ chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5.4 ở phiên bản siêu tải này ra thì anh Tiến còn ủng hộ luôn bên em là một bộ máy 6.5 mã lực. Thì đối với những anh chị khách nào mình muốn sở hữu một chiếc xuồng cắt lái chiều rộng ngang là 1m và chiều cao 40cm giống như anh Tiến này thì hoàn toàn có thể là nhớ cái tên là xuồng cắt lái 5m4 ở phiên bản siêu tải để có thể là đặt với nhân viên bên em nha các anh chị. Và tiếp tục được lên hàng đây sẽ là một chiếc Bobo với kích thước là 4m5 được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Nông Văn Chính ở Ninh Thuận đó các anh chị. Thì đối với chiếc Bobo với kích thước này chiều rộng ngang sẽ là 90cm và chiều cao là 35cm. Anh chị khách nào muốn đặt hàng một chiếc Bobo cùng với kích thước này thì hoàn toàn có thể là tham khảo cái chiếc em đang giao đi lên hàng cho anh khách tên em là anh Chính ở Ninh Thuận đó các anh chị. Thì anh chị cứ nhớ cái tên là Bobo 4.5 thì sẽ đặt về một chiếc giống như vậy ha các anh chị. Và sau đây là lên hàng thêm một chiếc xuồng với tên là xuồng cắt lái và kích thước đây là 5m các anh chị. Và đối với chiếc xuồng này hôm nay sẽ được giao đi cho chị khách bên em là chị Trang ở Bù Đăng, Bình Phước. Thì chị Trang cũng yêu cầu bên trung tính Composite là làm thêm hai cái bẫng này cho chị, dây cong số 2 và số 5 ha các anh chị. Thì đối với những anh chị khách mình muốn đặt thêm một cái bẫng ở bất kỳ dây cong nào thì hoàn toàn có thể là báo với lại nhân viên bên em. Bên em sẽ là làm theo đúng cái yêu cầu của anh chị ha. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn chị Trang đã quan tâm và ủng hộ trung tính Composite một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5m.
Và chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5m cuối cùng ngày hôm nay trên chuyến xe ngày 12 tháng 9 năm 2022 sẽ được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Khoa Nguyễn ở Phú Giáo Bình Dương đó các anh chị. Bây giờ ngoài ủng hộ một chiếc xuồng cắt lái 5m này ra thì anh Khoa cũng ủng hộ luôn bên em là một phần keo như vậy nữa các anh chị với giá là 100.000. Thì đối với những anh chị khách nào mình muốn mua thêm một phần keo thì cứ báo với lại nhân viên bên em các anh chị. Thì đây là chiếc xuồng cắt lái 5m. Đối với chiều rộng ngang của chiếc xuồng này thì sẽ là rộng 90, cao 35, sức tải là từ 500 đến là 550 kg. Anh chị mình nào mà có muốn cái nhu cầu sở hữu một chiếc bằng với kích thước này thì hoàn toàn có thể là tham khảo chiếc của anh Khoa đang được khiêng lên xe này hả các anh chị. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc mình sở hữu chị với giá là 7.2 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 6.8 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 6.3 triệu và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 6.5 triệu. Giá bên trên thì em đã bao vận chuyển cho các anh chị rồi, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo dàn ngõ máy và cái khung cho các anh chị luôn. Và quá trình lên hàng hiện tại là đã xong và cũng như là những cái máy sẽ tiếp tục là lên cho các anh chị luôn ha. Và sau đây thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã ủng hộ Trung Tính Composite ngày hôm nay nói riêng và tất cả những anh chị đã ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt 14 năm qua nói chung, cũng như là xem clip của em ngày hôm nay trong quá trình lên hàng em cũng báo giá và quay những hình ảnh thiết thực gửi đến quý anh chị, nhằm là một trong những cái động lực để em cố gắng là quay nhiều clip hơn. Cho dù là lên hàng trễ hay sớm thì anh chị khi xem xong clip là nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video này của em nha, để khi em đăng ra bất kỳ clip nào thì anh chị sẽ là một trong những người xem đầu tiên, đồng thời cũng là luôn cập nhật những cái giá mới nhất của bên Trung Tính Composite. Đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video này các anh chị thì tất cả những cái clip mà em đăng lên anh chị xem miễn phí mà, và cũng là động lực để ủng hộ em cái Trinh luôn nha. Và để đặt hàng giống như những anh chị khách ngày hôm nay của em thì anh chị chỉ cần liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình của em, sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các anh chị cũng như là cùng anh chị chọn ra sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của bên mình. Và bên Trung Tính Composite là chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tuyết Trinh để giao dịch tiền cọc cũng như là tiền hàng đối với quý anh chị ha, với số tài khoản là 3 số 8 và 5 số 3 thuộc sở hữu của ngân hàng Kiên Long. Thì anh chị mình nhớ lưu ý cái điều này để tránh thất lạc cái số tiền cọc của mình cũng như là cái số tiền hàng ha các anh chị. Sau đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt thời gian qua, luôn đồng hành và chọn Trung Tính là một trong những nơi an toàn để anh chị mình có thể là trao niềm tin và mua hàng. Em xin kính chúc tất cả các anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng Trung Tính Composite. Em xin chào ạ. Cung cấp những cái phương tiện thủy ra thì bên Trung Tính Composite là còn cung cấp những cái đầu máy cũng như là dàn lát với chất liệu là inox cho quý anh chị ha. Khi anh chị mình sở hữu nguyên trọng bộ này về mình chỉ cần đổ xăng thôi các anh chị. Đó. Thì trong đây là một cái máy Yoko đến từ cái mã lực là 6.5 mã lực. Đó. Thì các anh chị mình có thể là tham khảo với những cái sản phẩm này ha. Tiếp theo đây sẽ là một cái bộ máy thứ hai cũng được giao đi cho anh khách ở bên em luôn các anh chị. Thì được sự ủng hộ về máy cũng rất là nhiều ha các anh chị. Thường là anh chị khách mua phương tiện thủy bên em là ủng hộ luôn một cái bộ máy dày để tăng thêm cái sự tiện lợi, mình đỡ cái thời gian mình phải đặt nhiều nơi ha các anh chị. Thời gian đó là mình sẽ làm những cái việc hữu ích hơn. Và đây là những cái phần keo được giao sỉ cho những anh chị khách bên em cần có nhu cầu sử dụng keo ha các anh chị.